Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân các loại con giống như vịt xiêm, heo cỏ địa phương, heo rừng, tương ứng với chủng loại và số lượng vũ khí giao nộp. Mô hình định hướng chuyển đổi từ môi trường săn bắn sang mô hình chăn nuôi để có thu nhập ổn định là cách làm hay trong vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở địa bàn vùng cao Quảng Nam. Nội dung tiêu điểm nóng cùng với 8. Thưa quý vị, trong thời gian qua, ở nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai thu hồi lượng lớn vũ khí gồm súng, vật liệu nổ nhằm góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Riêng tại địa bàn Quảng Nam, thì công an các địa bàn vùng cao của địa phương này đã có những cách làm hiệu quả, vừa vận động tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương, vừa nâng cao nhận thức cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này trong tiêu điểm hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Vâng, thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời gian qua, công an các địa bàn vùng cao của tỉnh Quảng Nam đã tích cực đi đến từng thôn bản, từng gia đình để tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trôi nổi trong nhân dân. Cùng với đó là nhiều cách làm phù hợp lòng dân, nên kết quả là đồng bào vùng cao đã tự giác giao nộp một lượng rất lớn vũ khí, vật liệu nổ đang sở hữu. Việc này vừa hỗ trợ được sinh kế ổn định, vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn từ vũ khí, vật liệu nổ. Tại xã Bờ Ha Lê, khi nghe tin công an huyện Tây Giang tổ chức phong trào trao sinh kế đổi vũ khí, và làng Cơ Lâu Nức đã cùng người dân trên địa bàn đem các khẩu súng tự chế đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để giao nộp và được đổi về vịt xiêm, heo rừng giống làm sinh kế cho gia đình mình. Bản thân tôi đến là tất cả cùng bà con cũng là nhất trí ý thức là giao nộp vũ khí. Thì công an tỉnh, công an huyện có là trao là chăn nuôi gà, vịt, heo. Đối với người dân vùng cao, mặc dù đã có nhiều thay đổi nhờ thường xuyên được tuyên truyền vận động, tuy nhiên thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng vẫn còn ăn sâu trong đời sống và được xem như một phần sinh kế của họ. Để thay đổi từ nhận thức đến thói quen, hành động của bà con, lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền định hướng chuyển đổi từ môi trường săn bắn sang mô hình chăn nuôi để có thu nhập ổn định. Việc này được lực lượng công an thực hiện bằng những sinh kế phù hợp với đời sống người dân. Cụ thể, từ nguồn lực của huyện sẽ hỗ trợ các loại con giống như vịt xiêm, heo cỏ địa phương, heo rừng, tương ứng với chủng loại và số lượng vũ khí giao nộp. Nhờ vậy, chỉ trong một ngày tại xã Bờ Ha Lê, đã có 33 khẩu súng tự chế được người dân tự nguyện đem đến giao nộp. Bước đầu, việc trao sinh kế để đổi vũ khí đã tạo nên một cái nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành đối với luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, và người dân cũng đã có cái nhận thức bước đầu về chuyển đổi cái hình thức là canh tác sản xuất từ cái việc săn bắt chuyển sang là chăn nuôi trồng trọt để ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa thiết thực từ phong trào và sự đồng thuận tích cực từ người dân, Công an huyện Tây Giang sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại 63 thôn thuộc 10 xã trên toàn địa bàn huyện nhằm thay đổi nhận thức thói quen tàng trữ sử dụng súng tự chế trái phép, từ đó góp phần loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn của vũ khí, vật liệu nổ trôi nổi trong cộng đồng. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, tăng cường nắm tình hình địa bàn, phát hiện tập trung đấu tranh với tội phạm, nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm quản lý địa bàn, đặc biệt là tại các địa phương vùng cao, khu vực biên giới, những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Ngay khi có thông tin anh Tơ Đến Hưng ở thôn Phờ Rinh vừa mới nhặt được một khẩu súng săn khi đi làm rẫy, công an xã Trà Vàn đã nhanh chóng đến nhà để vận động và thuyết phục để anh Hưng tự giác giao nộp. Đi phát rẫy vô tình cũng phát hiện cây súng. Sau khi sự tuyên truyền của công an xã việc tác hại của sử dụng súng nên tôi giao nộp. Lâu nay, tình trạng người dân vùng cao dùng vũ khí thô sơ súng tự chế để săn bắt theo thói quen vẫn còn tồn tại, là tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.
Để ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng công an địa bàn đã tích cực nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc tranh thủ già làng, người có uy tín ở địa phương để vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ vậy, bà con đã nhận thức được việc tàng trữ sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng nên đã tự giác giao nộp. Bà con rất là tin tưởng vào sự công tác vận động của công an xã. Qua đó thì góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn của xã Trà Vành. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, riêng người dân xã Trà Vành đã tự giác giao nộp 15 khẩu súng tự chế các loại, một kiếm, một bộ xung kích điện và hàng chục viên đạn. Chúng tôi đã lập danh sách những cái đối tượng nghi vấn sử dụng súng. Qua đó, ngoài cái việc vận động tuyên truyền tập trung, thì chúng tôi có vận động cá biệt và hầu như là đến từng nhà thì người dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thời gian đến, lực lượng công an Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh, an toàn cho nhân dân, nhất là khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023 đã cận kề. Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi. Theo dự thảo luật, thì các loại súng săn, súng hơi nén, súng tự chế là vũ khí quân dụng. Khi dự thảo được thông qua, đồng nghĩa với việc người nào sản xuất, chế tạo, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, chiếm đoạt các loại súng nêu trên đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự.